Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Cassette Chính Hãng. Ngày hôm nay Đức Phương xin giới thiệu cho các bạn một cái dòng cassette mới nguyên hộp của Hòa Phát. Đó là dòng cassette an toàn. Cassette này chuyên dùng cho gia đình và cho văn phòng. Mã của sản phẩm là cassette Hòa Phát KA40. Thì các bạn để ý, đây là một sản phẩm mới nguyên hộp. Mình sẽ sơ qua về sản phẩm cho các bạn xem. Thì đây, model của sản phẩm là KA40. Ký hiệu đây, màu sắc là màu xanh. Trên này có ghi là cái đây, có cả ngày sản xuất đây và nhập hàng khi nào. Đấy. Trên bao biểu hộp có ghi logo của nội thất Hòa Phát, do công ty cổ phần nội thất Hòa Phát. Nó ghi rõ là khu công nghiệp, sản xuất tại khu công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam. Đấy. Đây là mặt khóa, dòng cassette là an toàn. Website. Rồi. Ở bên cạnh của sườn của cái vỏ hộp thì các bạn thấy có ghi cả ký hiệu của sản phẩm, màu sắc và thông số kỹ thuật. Ở đây có ghi rõ là đây, rộng là 483, sâu là 340 và chiều cao là 709 và khối lượng định là 69 kg cộng trừ 10. Thành phần chính là thép, sản xuất tại đâu đúng không ạ? Đây. Vừa rồi là tổng hợp về bên ngoài vỏ hộp của cassette K40. Sau đây mình xin bóc hộp để các bạn xem. Rồi, mình vừa khui vỏ hộp ra thì bên trong là một lớp ni lông. Đây. Nhìn sơ qua thì các bạn thấy đặc trưng của dòng này là sơn màu xanh và có cái chân đế và cái lớp pháo bên trên. Cassette thì bao gồm có hai bản lề lồi. Đấy. Đây là logo thương hiệu của Hòa Phát, đặc trưng riêng, và một cái mã số, một bộ mã số, một tay nắm để mở két, và dưới là một bộ chìa. Dưới chân két lúc nào cũng vậy là model của sản phẩm K40. Ngoài ra để nhận biết sản phẩm thì các bạn nên quan tâm bên sườn của sản phẩm thì có cái tem chống hàng giả của Hòa Phát. Thì sản phẩm này thì có cấu tạo bên trong như nào, sau đây mình xin mở cái cassette ra để theo xem bên trong sản phẩm có gì. Chờ mình một chút. Đây, muốn mở được cái sắt thì phải quan tâm đến mã sản phẩm. Thì dòng này là dòng K40 và không thay đổi mật khẩu. Và mỗi két là một mật khẩu riêng. Tôi sẽ xoay mã số theo cái đây. 66773084. Bắt đầu mình sẽ xoay như sau. Đây, 66 này. 66 một lần này, 66 hai lần này, 66 ba lần này, 66 bốn lần. Rồi, số thứ hai là số 77, ngược lại, 77 một lần này, 77 hai lần này, 77 ba lần. Rồi, số 30 hai lần, một lần này, 30 hai lần. Sau đó số 84 một lần. Rồi, khi xoay mã xong rồi thì các bạn nhớ là đây là hai chìa khóa, bạn cắm chìa khóa vào và xoay sang phải 90 độ. Sau đó mình xoay tay nắm để mở két. Đây là bên trong của két sắt thì các bạn sẽ nhìn thấy. Cái đời này thì nó có cái đợt di động đây. Được chưa? Các bạn ấy để điều chỉnh lên xuống được. Được chưa? Chốt khóa bằng ni lông. Đây là dòng két an toàn nên nó không có hẻm, chỉ cấu tạo đơn giản thôi. Sườn thì là thép, ở giữa là cát. Đây là dòng K40 các bạn nhé. Hiện tại bên mình đang bán sản phẩm này với giá được dưới cái giá cực kỳ ưu đãi năm 2021, đó là 2.080.000, giá là chưa bao gồm VAT. Bên mình sẽ vận chuyển miễn phí và hướng dẫn sử dụng tại nhà. Rồi, các bạn đang theo dõi kênh của Cassette Chính Hãng. Showroom của mình tại địa chỉ số 86 đường Mỹ Đình. Các bạn có thể đặt mua sản phẩm tại website hoặc là xem trực tiếp sản phẩm để đặt hàng. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Hãy gọi số điện thoại để nhờ alo tư vấn 0981 415 936. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.